trùm3s.com, chẵn này Momo uy tín số 1. Giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ trong 3 giây. Đua top này vinh quá khủng, lấy mã giao dịch từ Momo tăng chiến 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay trùm3s.com. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu về một build đồ của Zhandi Top rồi. Đó, nên là mình nghĩ chưa đủ đâu, nên là video thứ hai này mình sẽ tiếp tục làm Zhandi Top với build đồ đó nha. Đó, đấy, đây là build đồ mà mình đã ngồi đọc trang bị và mình xếp cho con Zhan nhé mọi người. Nói chung là mình cũng không nhận được của mình đâu. Có thể nhớ anh em ở đây cũng có thể tự sắp build đồ này, nhưng mà thì mình làm clip thì mình cũng vẫn giới thiệu cho anh em coi thôi nha. Đó, rồi. Ok, đó nên là anh em nào muốn chơi thì cứ test thử nha. Còn không muốn thì anh em cứ chơi theo phong cách của anh em nha. Không ai nói gì đâu nha, ok. Rồi, nói chung là hôm nay thì tôi chơi ra đối đầu với vị tướng. Đó chính là vị tướng Murad nha. Nói chung là kèo này khá là khó đầu game nha mọi người. Đó, kèo này khá là khó đầu game nha. Nên là anh em mà muốn solo Murad anh em phải bình tĩnh nha. Nói chung là phải nhịn nha. Anh em đừng có cố quá mà để nó câu máu, không em cố rướn theo cùng anh em càng thọt hơn đấy. Đó kìa, tự nhiên tôi bị lác một miếng ấy nhở, kỳ ghê á, trời ơi. Rồi mà cảm giác là ui ôi, tên nó qua ba này từ nha, tôi không đánh được đâu nha. Và này tôi phải lui thôi. Rồi, và này lui thôi. Ui ôi, thế là vẫn ban vẫn bắt được. Ui ôi, bắt được double kill luôn à, tên pha này đỉnh chưa. Rồi, nhưng mà có lẽ là tôi phải về thôi nhé mọi người, không cứu được Ben đâu, tôi còn ít máu quá. Rồi, pha này Ben hay thật á, pha này Ben một mình ăn được hai đứa luôn là quá đẳng cấp rồi. Rồi, bây giờ thì biến về nha. Đó, nói chung là trận này thì tôi thấy đồng đội tôi có bật mic nhé mọi người, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ không bị lợn nữa và cho mọi người xem nghe mic của đồng đội tôi nha. Ok, nói chung là chúc em coi clip vui vẻ nhé. Nhớ đừng quên cho tôi xin một like, một subscribe. Mặc dù trận này không phải là mình gánh team đâu, nhưng là anh em cũng thông cảm mà coi clip của mình nhé. Ok, bye bye nhé. Đó, anh em xem clip vui vẻ nha. Arum nè, không thằng Arum giữ mình luôn nè. Ê, lâu rồi. Ê, bắt mình lòng không? Bắt Arum chơi. Arum nó giữ mình luôn kìa, bắt nó đi. Ngon hơn chứ. Arum nó giữ mình luôn ngon hơn rồi, đúng rồi. Mày ơi, tôi chuẩn bị tôi mua chiến mạng, chiến mốt cho mày xem nè. Chứ em mở lại nha. Chị mẹ nó mạng từ từ thôi, cho ta tỏa sáng. Thôi, đừng có lăn ta vô, ta lại mi. Ôi dồi ôi. Chúng nhà kia nó kia có chừng trị không rồi hẳn. Ra đi, có chừng trị công việc được mà. Mấy mấy mị vô xích ta, cái mị hút ta nghe mày. Đi vô tao cầu cái xích con này. Cái chiếc này. Cái chiếc lại gì không mày. Thôi. Của mày anh. Ủa phải chắc là. Ôi dồi. Ôi dồi, nó cắt kìa. Chị mẹ. Đợi tí nha, ta đi chơi đã. Ừ. Tựa. Ta có mạng. Thôi mày ơi, tao đi mày lố mày. Đánh cho ấy quá rồi đi đâu đó, đi mày ơi. Đúng rồi. Quán thì ta chơi tiếp. Đợi xíu nha. Bây giờ em đi quán này. Không, quay đi, quay pha nó đi. Lỗi thôi. Câu đi. Thấy chiếc rồi, thấy mặt đi rồi. Bắn. Ờ mà ý kìa, điếm dư. Ê, có phải mặt. Ừ, má bắt được kịp nhở. Chứ không kịp. Kịp mày ơi, cài kì. Lại Batman. Mấy bị kéo ngáo chó rồi. Không mà không tin đi ngoài đường đâu. Tập lưỡng tao bực 3G đấy mới chợ. Mổ đang bực bưởng đi đúng không? Tao vượt đi vừa chơi đó. Ném, nhổ nước miếng vô, Mỹ, nhổ nước miếng vô. Bắt mặt tới đâu luôn.
rồi bắt anh ngủ anh cục máu quá đi nhậm. Lên nè. Tức là tao mà đang bù chắc luôn. Đang bù đỏ này, mấy em bù đỏ này. À đây 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 đây. An enemy has been defeated. Tao. Tao tung bùa, tao tung tạt thằng này. Tung tạt. Ủa không lắm, không giật mắt. Gì vậy mày? Ủa đi, trời ơi. Trời quá nhọc. Nhắm. Tiếng mơ, mày ăn nguyên một viên đạn mà không mất có xí máu thì phải đạn được. Mày em còn bay không? Bay thì giết một cái nào. Còn bay thì không biết. Đi bộ về đi cho mày. Đúng sao? Ôi trời ơi. Anh đây, anh đi hơi con có cách để có kinh nghiệm. Tao lại vừa 11, tao lại vừa 10 rồi, mắng mới lại vừa 7. Mắng cắt tao đau dế, tao đau. Chứ không thật. Tướng. Chơi game cái tướng. Ủa, mà con Mỹ, nó còn có, con Mỹ còn có mấy phần trăm mà nó ra cà phê rồi, sao anh? Chơi con mô này, Ben rồi làm gì vậy? Chó gì đó, của thằng mình gần, gần chó gì đó. Chó mà vẫn chó mày. Ừ, tao bốn được luôn á. Đợi bú. Đấy, tao không bãi đấy. À, tao ai bãi rồi. Cho tôi im. Nhiều đây đưa thằng đây rồi, ông ơi. Đâu, mày dồn quê kìa. Đi chưa? Đi đây. Ừ, đâu, bớt bút bận đây. Đúng lúc đó bạn. Đến nó của ta mày uống đó. Uống nặng bóng của nó không bắt đầu. Để chậu đi mà win. Đi mấy ông đừng đi. Năng nữa 21 phải rồi. Hãy đi thì hãy đi. Có mình lật mặt. Ai Mỹ đéo giỡn. Đù mày Mỹ. Ngơ Mỹ đéo giỡn gì nữa. Đi em đi, nát rồi. Cậu ấy chịu rồi. Mất mặt lắm thấy rồi. Ăn mấy bạn không tin tươi. Thôi, bớt đi, mẹ chơi hút qua đi vô trụ. Mẹ này. Tôi xong rồi. Bớt đi xem. Đâu ô luôn nè. Rồi mày bắt đấy. Mô bên kia đánh. Đặt bóng. Ta bằng 3 team rồi mày. Đó. Từ mày và nó mày được bốn. Mày dồn ra. Ờ, mày bị đuôn à. Mày bị điên à. Mày bị mất khóa rồi, quýnh đi. Trời ơi. Ây dạ.
Chị đưa thôi, nồi nhắm nhắm đi đưa. Thôi ngồi nhắm. Con gọi đầu hả? Anh đó. Con hoa xuyên đi mạnh luôn. Ôi rồi. Nhắm luôn. Tóc giả. Ôi. Ôi. Chị đưa rồi, ai đi đưa mấy cơ. Thiệt chứ. Con đầu gương quá. Con hoài đi đưa chơi. Đúng cắt chuẩn ghê quá. Tao đúng hai cắt là đi luôn. Đúng hai cắt thôi là đi. Không có nhiều. Cái tù hét nhắm. Ờ, cần hét điện nhân ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, không đủ kịp luôn, là không đủ kịp luôn. Lại. Ừ, quá gà. Trời ơi, bỏ ra rồi. Ủa nó. Anh bắn hoài vậy. An enemy has been defeated. Your power has been destroyed. Wait, I'm not going to die. Sợ nó biết tao trong này không? Lâu mẹ ơi, lâu mẹ. Ít chưa? Ít chưa? Ôi, xin đừng có chịu biết. Mày ai rồi? Trời ơi, tưởng dám dùng công nghệ ba đấy. Tôi một số chiến rồi em ơi. Đáng lẽ ra tôi phải là 941 có đúng nha. Có cực. Đấy ta thằng luôn, ta thằng luôn. Đợi gì nữa. Banner phụ vài cái kém gì Banner. Rồi Banner bị thói rồi. Xong lên cái đầu. Đồ quá, mũ hậu quá. Đồ quá, đồ quá. Đồ quá, đồ quá. Đồ quá. Chiếc tàu mày. Chiếc tàu, chiếc tàu tốc hành mang tay Mỹ. Cái đồ quá, đồ quá. Mỹ mày chơi ta. Vừa nãy mấy ông tin tao. Em không biết được biết thì kiếm đèn thôi. Do là tôi chém một thôi. Anh này vô bố rồi nè. Bắn bắn rồi, bắn rồi. Tôi chém cái anh quán đi luôn. Này vô mắt, này vô mắt thôi. À, vô mắt mà. Tiêu bì. Tao mỹ ăn mặc bánh mày mấy luôn. Tướng gì? Má, đồng phố được cái mạng của luôn á. Ôi, hai chém. Má đi mày, có bao nhiêu con tưởng đua ta mày. Dù ai chết. Gì? Hút con lính lại. Lấy đường mega xong bắt đo mày. Lấy đường mega xong bắt đo đi. Ờ, lấy đường mega xong bắt đầu đồng bùa đen nè. Bắt đầu lấy mày bắn. Ôi, bắt nhớ anh bỏ mày. Bắt nhớ anh bỏ mày. Ủa? Má, cái ghê đang đi chơi dạo dạo đứng trói cái quần lại, mấy nắm cái quần lại chạm được. Nhưng mày, đi chỗ khác đi. Gơ, bơ. Bị nấp đó là phải đi bóng mày ơi. Cho tương đã to kìa. Mày ta để lại một đường mega cái anh em chuẩn bị bắt đo nè anh em. Lại hồn á. Sức cái nào mày. Bèm. Anh Ben anh gắt quá, tí là cho em tí đi Ben ơi. Tụi mày. Thôi, đi.
Omega là quả Urat. Bắt đầu luôn đây, bắt đầu luôn đây, tấn vô nhưng mấy ông. Bây giờ tôi vẫn cứu được một mạng rồi anh em. 2-5-12 4-4-11 2-5-12 con tố của tôi. Đạo thanh á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.